제5화 당당하게 음식 배달 그랩기사와 통화하기 전화가 오면 여보세요? 알로 저는 베트남어를 잘 하지 못합니다. Tôi không giỏi tiếng Việt. 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 음식은 주문한 대로 배달해 주시면 감사하겠습니다. Sao đồ ăn như tôi đã đặt là được? Sao đồ ăn như tôi đã đặt là được? Giao đồ ăn như tôi đã đặt là được. Giao đồ ăn như tôi đã đặt là được. Giao đồ ăn như tôi đã đặt là được. Giao đồ ăn như tôi đã đặt là được. Giao đồ ăn như tôi đã đặt là được. Giao đồ ăn như tôi đã đặt là được. Giao đồ ăn như tôi đã đặt là được. 1층에서 전화 주시면 가지러 내려가겠습니다. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. 1층에서 연락이 오면 네, 지금 바로 내려가겠습니다. Vâng, tôi xuống ngay đây. 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 3분만 기다려 주세요. Chờ tôi 3 phút. 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 감사합니다. Cảm ơn. 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 그랩 운전기사와의 통화. 여보세요? Alo. 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 저는 베트남어를 잘 하지 못합니다. Tôi không giỏi tiếng Việt. 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 픽업위치로 와주시면 제가 기다리도록 하겠습니다. Tôi sẽ chờ ở điểm đón. 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 기사가 건물 위치를 잘못 찾았을 때 건물 정문 쪽으로 와주세요. Đến cửa trước tòa nhà. 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 Đến cửa trước tòa nhà.
건물 후문 쪽으로 와주세요. 딘 cửa sau tòa nhà. 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 큰 길 쪽에서 기다리고 있습니다. Tôi đang đợi ở phía đường lớn. Tôi đang đợi ở phía đường lớn. Tôi đang đợi 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 ở phía đường lớn. 그립 기사와 통화하기. 전화가 오면 여보세요. Alo. 저는 베트남어를 잘 하지 못합니다. Tôi không giỏi tiếng Việt. 음식은 주문한 대로 배달해 주시면 감사하겠습니다. Giao đồ ăn như tôi đã đặt là được. 1층에서 전화 주시면 가지러 내려가겠습니다. Gọi điện thoại thì tôi sẽ xuống tầng 1 lấy đồ. 1층에서 연락이 오면 네, 지금 바로 내려가겠습니다. Vâng, tôi xuống ngay đây. 3분만 기다려 주세요. Chờ tôi 3 phút. 감사합니다. Cảm ơn. 그랩 운전기사와의 통화. 여보세요? Alo. 저는 베트남어를 잘 하지 못합니다. Tôi không giỏi tiếng Việt. 픽업위치로 와주시면 제가 기다리도록 하겠습니다. Tôi sẽ chờ ở điểm đón. 기사가 건물 위치를 잘못 찾았을 때 건물 정문 쪽으로 와주세요. Đến cửa trước tòa nhà. 건물 후문 쪽으로 와주세요. Đến cửa sau tòa nhà. 큰 길 쪽에서 기다리고 있습니다. Tôi đang đợi ở phía đường lớn.